Chú xin lỗi. Chú hoặc là cái ạ? À? Đùa các bạn thôi. Nó bể đâu, nó để chạy. Rồi, con ngựa. Ngày hôm nay chú làm cho con ngựa đậu trên cành sen luôn. Chơi vậy đó chứ, con ngựa đậu ở đâu cũng được hết á. Riêng chú Hè cho đậu chỗ độc lắm, đậu lên cành sen luôn. Hay ta. Rồi, 1, 2, 3. Rồi bây giờ hỏi nhỏ các bạn nhỏ cái gì của nhà mình ngày hôm nay nè, thấy chú Hè làm cái hay không? Quay lại không hay. Hay không? Không hay đúng không bạn? Bạn nào? Được không? Các bạn nhỏ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sắp sẵn các bạn thiếu nhi, chúng ta sẵn sàng nha. Các bạn bây giờ các bạn thiếu nhi sẽ phụ huynh nào chơi mà nhắc bé là coi như là bé đã lội khỏi cuộc chơi nha. Rồi bây giờ một câu đầu tiên đó là một trò chơi ai quy dành tặng cho tất cả các bạn thiếu nhi của chúng ta. Đúng câu hỏi của chú Hè thì chú Hè sẽ tặng tốn cho các bé nhỏ này. Rồi bây giờ một câu đố đầu tiên cho các bạn thiếu nhi nha. Bạn nào trên 5 tuổi giơ tay. Trên 5 tuổi giơ tay. Trên 5 tuổi giơ tay nha. Giơ lên. Trên 5 tuổi giơ tay. Trên 5 tuổi giơ tay mà các chị không chơi đúng không? À, đó. Rồi tất cả những ai trên 5 tuổi không được trả lời câu hỏi này. Đây, bây giờ chắc kìa. Rồi, đố các con nha. Con gì tám cẳng? Hai chân. Trời ơi, hai chân. Rồi, đầu tiên luôn. Con gì tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, không phải con cua, giơ tay. Con gì con? Con gì? Không được nhắc, mà quên nào nhắc thì tôi không nhận lời cho bạn đó. Con gì nào, con gì nào? Vừa chơi đúng không? Vừa được tặng bóng. Con gì phải nào biết giơ tay. Con gì rồi mời bạn mấy tuổi rồi giơ tay lên. Rồi chú Hè nhắc lại một câu lần nữa nha. Rồi con gì con? Con ghẹ nó màu đen đúng không? Nó màu đỏ đúng không? Ai nhắc con ạ? À? Ai nhắc con? Giơ tay lên. Ai rồi mời con lên đây. Rồi cho chú Hè hỏi nè, con tên gì nào? Câu hỏi này ai nhắc con à? Ai chỉ con? Đây mẹ chỉ con rồi là con ngồi dưới. Em nói rồi, trò chơi này là chơi cho các bé thì mình chơi cho các bé thì không được nhắc mà. Rồi con Thảo của bạn nào đó mất rồi? Rồi của em luôn. Nhắc hai con nữa thì thêm con ngựa nữa. Đây còn con ngựa nè. Dạ mắt chị. Rồi dễ không? Tiếp tục lần nữa nè. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ là cái con đó là ngoài con ghẹ đó là con gì nữa, nhắc lại một lần nữa nha. Con gì tám cẳng hai càng? Bạn nào trên 5 tuổi giơ tay trước kia hả? Rồi nhớ nha, trên 5 tuổi không được trả lời nha. Bỏ tay xuống. Ừ, cảm ơn. Rồi con gì tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, không phải con cua, giơ tay. Trả lời con gì con? Không phải con cua là một con cua. Giơ tay con. Tiên giang quá, con gì nào? Con gì? Con nào giơ tay lên được cái thứ án, giơ tay nhanh lên. Rồi mời con gì? Ai chỉ con hả? Mẹ nó chỉ không? Trời gian quá à. Đúng là trẻ con không biết nói như dối rồi. Rồi bây giờ ngồi con cầu với con nghĩa đây nha. Làm một con thỏ nữa anh. Dạ, chờ em xíu ạ. À, các chị ở đây cho cái bé chơi với em rồi mình nhận về. Thôi. Thấy đáp án dễ không? Dễ không nào, tiếp tục nè, tiếp tục được không? Tiếp tục nha. Câu này, bạn nào chưa đủ 10 tuổi giơ tay. Bạn nào chưa đủ 10 tuổi giơ tay. Rồi, chưa đủ 10 tuổi nha. Không giơ tay lắc nào chú ơi, không gọi tên thôi nha. Rồi ok, 1, 2, 3, 4, 5 bạn thôi. Rồi tiếp tục nè, dễ nè, câu này dễ nè. Ở nhà không, mấy phụ huynh không được nhắc nha. Mình chơi cho các bé tư duy thôi à. Mình đừng nhắc đi. Rồi. Ở nhà, bố con gọi mẹ con bằng cái gì hết. Rồi bằng gì? Rồi mời con, lên đây con, lên đây. Rồi con trước luôn, con lên đây. Ở nhà bố gọi mẹ bằng gì con? Mẹ. Trời ơi, bố gọi mẹ bằng mẹ, mẹ đâu? À bằng má. Bố gọi mẹ bằng má. Rồi mời con xuống dưới. Rồi con lên đây con. Rồi, ở nhà bố con gọi mẹ con bằng gì? Bằng vợ. Rồi bằng gì nữa? Rồi mời con vừa dưới. Rồi, tiếp tục. Ai rồi mời con lên đây. Rồi, ở nhà bố con gọi mẹ con bằng gì? Bằng bà xã vậy bố con nào?
bố giơ tay lên coi lại bài xã của bố đâu kia đúng không? Rồi bà con ngồi dưới. Rồi bà con ở nhà bố bà mẹ con bằng gì? Bằng bà hả? À, bằng bằng bạn với bà bằng vợ đúng không? À, bằng bà đâu bố con đâu? Dạ bố con đâu rồi? Rồi bố đâu? Tự nhiên ở nhà gọi mẹ bằng bố rồi bố cái gì? Ở nhà bố bà mẹ bằng bà không à anh? Bố con có gọi vậy không? Bố con có gọi vậy không? Má mẹ gọi cho hết gọi. Giờ hết gọi hả? Giờ gọi bằng gì? Rồi, được chưa? Rồi, tất cả các bạn trả lời sai hết rồi. Sai hết rồi. Rồi, muốn chú Hề giải thích không? Dạ muốn. Đây, gửi hai con. Dạ. Rồi bé mình con gì nữa ta? Con thỏ của chị này nữa đúng không ta? Dạ, em gửi ạ. Giờ tay lên. Chú ơi, chú ơi, trời ơi, đây con siêu nhân ơi. Dạ, siêu nhân mới là con thỏ. Dạ. Bây giờ hỏi nhỏ các bạn nhỏ cái gì của nhà mình ngày hôm nay nè, thấy chú này là có hay không? Hay là